Chiều ngày 15 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Ricardo Capriles. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và sẽ luôn sát cánh đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức hiện nay. Tại cuộc hội đàm, hai phó thủ tướng cũng đã rà soát các dự án hợp tác song phương, tập trung trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước, cũng như các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng Ricardo Capriles cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc duy trì cung cấp gạo thương mại ổn định, đồng thời giúp phát triển sản xuất lương thực và thủy sản tại Cuba. Khẳng định quan hệ hợp tác với Việt Nam mang tính chiến lược trong bối cảnh hiện nay, đánh giá cao các dự án đầu tư, kinh doanh tại Cuba trong các lĩnh vực thương mại, hạ tầng công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng hóa thiết yếu, năng lượng tái tạo và sản xuất nông nghiệp, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế của Cuba. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của các doanh nghiệp và người dân hai nước trong việc triển khai, phát huy hiệu quả các dự án hợp tác song phương, đề nghị chính phủ Cuba quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành công tại Cuba. Hai phó thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, phát huy hiệu quả hơn nữa cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác trọng tâm, tìm cơ chế biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba, đóng góp vào quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Ricardo Capriles, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài, chủ trì phân ban Cuba trong Ủy ban Liên Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, chủ trì phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ cùng các thành viên chính thức của đoàn đại biểu hai nước đã tiến hành trọng thể lễ bế mạc và ký biên bản kỳ họp 41 trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba.